Hỡi kẹo khổng lồ hãy đẻ con ra cho ta. Cậu bé, ta cho con một cục kẹo nè. Yeah, cảm ơn bà. Oh no. Bà thật tốt bụng. Ăn đi, lột ăn đi nhanh lên. Em ơi, đừng ăn, đừng ăn. Em ơi. Hả? Chạy. Hả? Thành con bò luôn rồi, kêu đừng ăn mà trời. Anh đừng lo, chỉ cần các bạn online và đăng ký kênh thì em sẽ biến thành thằng bò. Hả? Các bạn ơi, hãy like và đăng ký kênh để cho bạn bò trở lại thành người nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Mai mốt gặp người lạ cho đồ ăn là không ăn nghe chưa? Giờ còn làm cái kiểu nữa trời, muốn thành con bò nữa hả?